Đồ ăn hạt rất tiện lợi cho những ai nuôi mèo, nhưng nếu ăn quá nhiều thì sẽ gây ra những bệnh không tốt cho cơ thể. Vì thế, thay vì suốt ngày cho ăn các loại thức ăn hạt đóng gói, thì pate là một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, lại rất tốt cho hệ tiêu hóa của mèo. Nếu hôm nay là một ngày rảnh rỗi, thì hãy cùng mình làm món pate này cho các hoàng thượng nhé! Mèo cũng như người, mọi thực phẩm thì đều cần phải rửa thật sạch sẽ trước khi chế biến. Nguyên liệu để làm pate ngày hôm nay thì sẽ bao gồm có thịt ức gà, cá và gan lợn. Bên cạnh đó thì mình sẽ chuẩn bị một quả bí đỏ và một củ cà rốt. Còn đây là hai khán giả đang ngồi xem mình làm. Sâu ơi, mình làm pate bây giờ nhá. Ok, ngoan quá. Nhem ơi, nhem đừng có ngủ đấy nhá. Bắt đầu thôi nào. Mình sẽ ngâm gan ở trong sữa tươi không đường trong vòng khoảng 15 cho đến 20 phút để cho gan thải hết các cái chất độc ra. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ gọt bí và cà rốt. To lắm rồi à? Chờ một tí nhá. Khoảng độ mấy chục phút nữa là mình có thể ăn rồi. Thấy chưa? Vất vả chưa? Tưởng làm được pate mà nhanh là dễ đấy à? Đối với cá và gà, bạn có thể hấp hoặc luộc đều được. Mình thì chọn hấp để có thể giữ lại được toàn bộ chất dinh dưỡng ở trong thịt. Em đói không? Gan sau khi ngâm xong, rửa sạch và thái nhỏ để luộc cho tới khi chín. Vừa lúc cá đã chín rồi, mình gấp cá ra và hấp bí với cà rốt nhé. Đối với cá thì sẽ phải loại bỏ hết xương dăm để tránh trong lúc ăn mèo có thể bị hóc xương. Nhem, chị cho một miếng nhá. Ăn trực được một miếng rồi đấy. Ngon không? Thêm một miếng nữa thôi nha, để chị còn làm nha. Sau khoảng 5 phút thì phần bí đỏ cũng đã chín rồi. Nhìn này, gan sau khi luộc xong mình sẽ mang đi xay. Việc xay gan sau khi luộc sẽ giúp gan trở nên nhuyễn hơn và không bị vón cục.
Phần nước hấp cá và gà tinh túy vừa rồi, mình sẽ cho vào gan vừa được xay và cho thêm khoảng 2/3 chỗ bí đỏ vừa luộc nữa. Cho thêm một chút nước và đun lại hỗn hợp để pate dậy mùi hơn nào. Đối với thịt gà thì mình sẽ xé nhỏ ra, cho phân nửa vào pate. Vậy là mình đã có một nồi pate thịt gà xé ngon tuyệt. Tùy vào khẩu vị của mèo, bạn có thể cho nhiều hoặc ít nước tùy thích nhé. Đối với những bạn thích ăn khô thì với phần nguyên liệu còn lại, mình sẽ trộn chung với nhau, đảo đều để ra món pate cá gà ngon tuyệt cú. Được à? Chờ một tí nữa là được ăn rồi. Ôi dồi ôi, em đi ngủ luôn à? Ngủ mắt cái trận ngược anh nhé. Đi, dậy ăn đi. Em dậy ăn thôi nè. Giận rồi đấy, lâu quá giận luôn rồi. Dậy đi em, này cho em này, nhanh, pate của em xong rồi, em dậy đi. Thank you.
biết trời đất là gì đâu mà. Ôi rồi.